Ở trên này thì bà con mình, cái phong tục của bà con mình thường mất đi thì mình chia phần. Sao mà hôm nay em thấy mang cả tivi rồi mấy quạt đầy đủ, người sống mình có gì là em cơ rễ có cái này. Ờ, như là ở thôn mình á, người đồng bào Hà Rè là ở làng mình có cái gì trong tài sản trong gia đình thì mình cũng chia nhau như vậy đó. Mình chỗ heo gà tivi cũng mình dùng trong nhà cái gì mình cũng chia phép một ít với thôi. Như cơ rễ ngày hôm nay thì chị được có chia những cái gì ví dụ? Đây chia là cái tivi là cái gì đó. Là trao bò cái chia chia được bộ trước đó, bộ chung đó. Tivi như trên mộ em bây giờ có cái gì anh kể em nghe xem nào. Hả? Trên mộ cơ rễ được chia cái gì anh kể em nghe. Là quạt, tivi, tivi nè, trong đồ dùng cái thằng cụ nhỏ này là mình chia hết chứ, không cái gì không chúng chia là mình cũng chia để chia hết đó. Tại sao mình lại chia như thế anh? À, đó trong làng mình dễ, mình ví dụ trong gia đình mình dùng cái gì là người mắc đi là mình phải chia. À, như vậy cả tivi là cũng chia đây để mà cơ để có cái để dùng hay sao? Đây thằng cô đây dùng đó. Mấy quạt thì sao? À, quạt thằng cô cũng dùng đó. Mà không có điện. Không có điện là đó là không biết. Mà chắc có điện á. À mai mốt điện kéo lên đây thì cái điện ra đây cho em. Mai mốt có điện á. À. Dạ. Yeah. Mai mốt có điện là kéo điện ra đây đó một. Lúc đó mới cơ để mới có thể coi tivi được có thể. Đó chứ có mà. Dạ. Yeah. Đây là tất cả những gì mà Tí Hôn Ca Rễ nhà mình là được chiêu của: chiếc xe đạp, bình nấu nước, củi, nói chung là tất cả mọi thứ người sống có thì với Ca Rễ thì cũng được gia đình là chia như nhau. Nói chung là phong tục của người đồng bào Ha Rê thì lúc tân gia thì người ta hay là chia của cho người chết để mà đi ở riêng. À, nói chung là từ đồ thức ăn nè, thức uống cho đến vật dụng trong nhà, rồi từ trang phục rồi công cụ lao động là đều có ở mộ cả. Bà con quan niệm rằng là sống sau thì chết như vậy thì phải có chia phần với nhau. Ngày xưa còn sống thì cũng có phần, thì mất đi cũng phải có phần như là những người đang sống. Đây là một cái nét văn hóa hay là một cái tập tục đã truyền nối từ rất nhiều đời đối với người đồng bào dân tộc Ha Rê của Ca Rễ. Người Ha Rê thì có rất là nhiều cái kiêng cử và cái lễ thức tôn giáo xuất phát từ cái quan niệm là mà mọi vật á, thì đều có là hồn hay gọi là ma, và con người là bị các lực lượng siêu nhiên là chi phối. Cho nên là khi ốm đau, rủi ro, khi làm nhà, mang thai hay là đẻ khó, hoặc là giả sử là có người chết á, là khi gieo cấy và gặt hái thì hầu như là điều là cúng bái. Nói chung là cộng đồng làng chỉ tổ chức là cúng cầu an, tránh dịch bệnh, còn lại là điều có các lễ cúng của gia đình á. À, nói chung là cái chuyện chia phần thì cũng đã tồn tại rất lâu đời rồi. Ngày nay thì cái tập tục chia của cho người chết thì đối với đồng bào Ha Rê ở huyện miền núi Sơn Hà cũng như là người đồng bào Ha Rê ở tỉnh Quảng Ngãi thì nói chung là nó cũng đơn giản hơn so với trước. Tuy nhiên thì các cái nghi thức lễ trong cái câu chuyện là chia của thì bà con vẫn lưu giữ. Bây giờ có nhiều cái người đồng bào Ha Rê là đơn giản hơn, gọi là chia để làm phép, chứ không giống như ngày xưa. Nó cũng nói chung là cũng đỡ hơn so với trước. Cái tập tục dần cũng bỏ những cái nó rườm rà đi. Tuy nhiên thì câu chuyện chia phần thì bà con vẫn cứ lưu truyền. Nói chung là coi đó như là một cái câu chuyện về cái nhớ ơn, cũng như là thể hiện cái tình cảm đối với người đã khuất, người thân của mình đã về bên kia.